Xong cái video nói về 15 sweeper đặc biệt tốt nhất trong thế hệ 9 này, thì phỏng theo yêu cầu của các bạn, tôi sẽ nói về 15 Pokemon nổi bật nhất trong mạng chống chịu. Nói theo cái tên nghe Âu Mỹ hơn một chút, đó là Tanker. Và tiêu chí đánh giá Tanker thì tôi nghĩ mỗi người sẽ khác nhau. Nhưng với cá nhân tôi, một Tanker tốt sẽ là những Pokemon chịu được cả hai loại sát thương vật lý và đặc biệt. Bên cạnh đó, nó còn có một bộ chiêu thức có thể quấy rối, nhận sát thương thay cho đồng minh. Nói chung, nó phải là một tấm khiên đỡ đòn và tạo điều kiện tốt nhất để đồng minh vung kiếm kết liễu đối thủ. Và các nhà huấn luyện nào là người mới, hoặc bấy lâu nay có xem kênh mà vẫn chưa bấm theo dõi, thì đây sẽ là một tín hiệu vũ trụ cho các bạn rồi đó. Sắp tới tôi sẽ cho ra một series mới định kỳ vào mỗi tuần. Nên là đừng quên subscribe kênh và bấm nút chuông thông báo để theo dõi những chuỗi video sắp tới nhé. X7 Game là ứng dụng giải trí trò chơi đến từ Trung Quốc, tự hào mang đến cho người chơi vô số trải nghiệm độc đáo, sẽ dự kiến đổ bộ về Việt Nam. Nội dung vô cùng phong phú, đa dạng, từ hành động, phiêu lưu đến giải đố cực kỳ thú vị. X7 Game hứa hẹn mang đến cho khán giả những giờ phút thư giãn và thoải mái nhất. Nền tảng giờ đây đã có mặt trên cả Android và iOS. Link tải để trải nghiệm ứng dụng sẽ nằm bên dưới phần mô tả. Chúc các bạn sẽ có những giờ phút chơi game thật tuyệt vời. Và cảm ơn X7 Game đã là nhà tài trợ cho video ngày hôm nay. Đầu tiên, hạng mục danh dự sẽ dành cho Clotsire, là gương mặt mới đang được chú ý ở thế hệ 9. Ngoài cái ngoại hình đáng yêu và hút fan của nó, thì thực lực của con Pokemon này cũng khó mà xem thường. Với sinh lực dồi dào là 130, cộng với thủ vật lý 60 và thủ đặc biệt là 100, nó đủ sức sống sót trên đấu trường trong vài hiệp. Song hệ độc và đất cho nó khả năng kháng được sát thương của 5 hệ và phải lo sợ trước 4 hệ là nước, đất, băng và siêu linh. Nhưng nếu có đặc tính Water of Sword thì nó sẽ có thể miễn nhiễm được 2 hệ là nước và điện luôn. Và như những Tanker được đánh giá cao khác, nó có khả năng hồi máu bằng Recover. Bị chiêu thức của nó cũng có khá nhiều chiêu gây rối hoặc là hỗ trợ như là Yawn, Helping Hand, Acid Spray và Haze. Còn không thì nó vẫn có thêm một đặc tính phòng thủ tốt nhất game, đó chính là Unaware, cho phép Pokemon bỏ qua mọi chỉ số được tăng của kẻ thù, đồng nghĩa với việc nó sẽ không sợ bất cứ đứa nào xài Sword Dance, Nasty Plot hay là Dragon Dance. Nhưng nếu nó là người tấn công đối thủ thì nó sẽ tự động bỏ qua chỉ số được tăng của đối phương luôn, một đặc tính cực kỳ tốt cho phòng thủ và tấn công. Bên cạnh đó, nó còn học được các chiêu đặc bẫy như là Spy hoặc là Toxic Spy. Nhưng với sức mạnh của mình thì Clotsire chỉ có thể tỏa sáng nhất là ở mạng đấu đơn, nơi mà nhịp độ trận đấu diễn ra rất chậm và có nhiều thời gian cho nó set up các loại bẫy. Còn nếu ở trong một trận đấu đôi, nó phải chịu đựng các đòn đánh đến từ những đứa hệ băng đang quậy đục nước trên đấu trường, hay những đứa sử dụng được môi trường tâm linh và Expanding Force như hiện tại. Nói chung thì đường lên đỉnh vinh quang của Clotsire cũng khá là khó khăn, nhưng loại cá da trơn này vẫn rất hữu dụng nếu người chơi đang phân vân tìm kiếm một tăng cơ hệ đất và độc trong thế hệ này. Và chúng ta qua hạng 14, đó chính là Chansey. Chansey hay là Blissey đều là hai cái tên đáng chú ý. Cơ mà để so sánh về độ chống chịu thì Chansey cầm theo Eviolite vẫn có vẻ nhỉnh hơn về khoản này. Duy nhất giống loài trứng may mắn này là loài Pokemon có chỉ số sinh lực được coi như là khủng khiếp nhất. Dù cho bù lại khả năng phòng thủ vật lý của nó cực kỳ yếu, thật ra là dùng từ cực kỳ là còn nhẹ, nhưng vì máu nó quá dồi dào nên khả năng chống chịu của nó coi như vẫn là đỉnh cao. Khi cầm theo Eviolite, cho phép tăng 50% chỉ số phòng thủ của hai mảng vật lý và đặc biệt khi Pokemon chưa tiến hóa đến cấp cuối cùng. Chỉ số phòng thủ đặc biệt của Chansey lúc này sẽ cao hơn rất nhiều lần so với dạng tiến hóa Blissey của nó. Cộng thêm với sinh lực chỉ kém Blissey có 5 điểm, dẫn đến sự lựa chọn Chansey làm Tanker vẫn có vẻ cứng cựa hơn là Blissey khá nhiều. Nhưng vấn đề của họ nhà trứng này là những đối thủ dùng nắm đấm đang nở rộ như nấm mọc sau mưa. Tụi này chiêu ưu tiên hay chiêu dứt điểm đều có đủ hết. Còn những đứa chơi hệ thép thì vẫn hơi lép vế về mặt số lượng, nên Chansey hay là Blissey hơi khó có cơ hội được tỏa sáng. Và thế là chúng ta qua hạng 13 thôi. Nếu bạn là người mới hay bạn là người chơi lâu năm thì con Pokemon này từng làm ám ảnh người chơi suốt một thời gian dài từ khi nó mới ra mắt ở Gen 7, đó chính là Toxapex. Nó từng một thời làm mưa làm gió với khả năng phòng thủ trứ danh, bộ chỉ số với công vật lý và thủ vật lý cao ngất ngưỡng, đi kèm với đặc tính hồi máu là Regenerator, song hệ độc và nước cho phép nó chỉ yếu thế trước 3 hệ và kháng sát thương đến tận 8 hệ. Chiêu thức thì cũng luôn có những chiêu hồi máu như là Recover luôn, coi như nó sống dai còn hơn cả đĩa nữa. Chiêu độc quyền Baneful Bunker giúp cho nó vừa bảo vệ bản thân, vừa khiến cho đối thủ bị dính độc nếu phải tấn công trực tiếp vào nó. Và với chiêu Toxic thì nó chỉ cần đứng đó nhìn đối thủ từ từ chết dần mà bản thân vẫn sống nhăn răng. Bên cạnh đó, Skull có 30% gây bỏng sẽ khiến cho các đối thủ mạng vật lý té ra quần khi gặp phải con sâm biển này. Nhưng đến khi lên Gen 9, vị trí của nó lại dần bị lung lay do có quá nhiều ngôi sao đang lên khác đa dụng hơn. Còn nó thì lại không còn học được Skull và Knock Off. Đặc biệt không học được Skull là một sự mất mát cực kỳ lớn với Toxapex,
khi mà giờ đây nó chỉ còn có khả năng hồi máu tốt, mà khả năng quấy rối lại bị giảm đi đáng kể. Khả năng hút chiêu hay hỗ trợ sát thương cho đồng minh của nó vốn đã không có. Giờ đây thì Toxapex chỉ có thể hỗ trợ được đôi chút bằng Chilling Water, giảm một bậc công vật lý hay là Acid Spray để giảm hai bậc thủ đặc biệt của đối thủ. Xong lại còn xuất hiện Urshifu đánh xuyên từ bảo vệ bên full bunker của nó. Thành ra Toxapex hiện tại đang là một ngôi sao hết thời và cần tìm cho mình lại hào quang năm xưa trong những thế hệ tiếp theo, chứ thế hệ này là coi như bỏ rồi đó. Hạng 12 sẽ là Clefable. Với đơn hệ tiên thì không quá khó để Clefable có thể chống chọi lại được các đòn đánh từ kẻ thù. Hệ này chỉ yếu thế trước độc và thép, còn lại thì miễn nhiễm hệ rồng. Đi kèm với đó là bộ chỉ số tương đối cứng cáp, dù cho nó không có mảng nào quá nổi trội, nhưng nó lại được ban cho đặc tính cực kỳ tốt là Magic Guard. Nói về Magic Guard thì đặc tính này cho phép Pokemon chỉ nhận sát thương từ các đòn đánh của đối thủ, còn bất kỳ sát thương nào đến từ thời tiết, trạng thái xấu, bẫy trên sân hay cả là trang bị tăng sức mạnh như là Life Orb, nó đều không nhận. Từ đó thì bất kỳ ai muốn đầu độc hay là hạ nó từ từ bằng các loại bẫy khác nhau đều không thành công. Chỉ có cách duy nhất là phải đối đầu trực tiếp với nó thì mới mong hạ nó được. Nhờ vậy mà đối thủ muốn có cơ hội chiến thắng phải thật sự tập trung hạ gục được Clefable. Nếu không, con Pokemon ngoài không gian này sẽ quấy rối bạn bằng vô số chiêu thức hỗ trợ cực kỳ khó chịu như là Thunder Wave, Encore, Icy Wind, Follow Me, Life Steal, Reflect và Light Screen. Vì tiền thân của nó là Pokemon hệ thường nên bể chiêu thức của nó học được là vô biên và vẫn còn khá đa dạng ở thế hệ chính này. Còn lý do tôi xếp nó ở cao hơn các loại Pokemon thủ trâu khác là nhờ vào bể chiêu thức của nó đầy đủ các loại để lựa chọn và quấy rối hỗ trợ khác nhau, chứ không chỉ đứng nhận sát thương khơi khơi. Nhưng vì chỉ số phòng thủ không quá nổi trội so với những Pokemon phía trên danh sách này nên nó đứng hạng này tôi thấy là một cái kết đẹp cho nó rồi đó. Qua tới hạng 11, đó chính là Covenite. Covenite thì không quá xa lạ nữa. Thép và bay là hai song hệ cực kỳ tốt. Tôi đã từng nói chi tiết thông qua video về song hệ tốt nhất và Pokemon tốt nhất của song hệ đó. Các bạn có thể lượn qua video đó nếu muốn xem kỹ hơn ha. Còn bây giờ thì nói riêng về Covenite. Đây chính là một Pokemon chiến bản địa tôi đánh giá tốt nhất từng được giới thiệu. Song hệ thép và bay cho phép nó miễn nhiễm với hai hệ độc và đất, kháng được sát thương từ 8 hệ khác và chỉ lo sợ trước hai hệ duy nhất là điện và lửa. Đi kèm với đó là bộ chỉ số không thể nào ngon lành hơn cho một tanker. Sinh lực 98, phòng thủ vật lý 105, cho phép nó sống tốt khi mà phải đối đầu kha khá tay đấm vật lý trên đấu trường. Nói về bộ chiêu thức thì con chim này cũng đa dạng không kém. Nó vừa có Defog để hóa giải mọi loại cạm bẫy trên sân, có Tailwind để kiểm soát tốc độ cho đồng minh. Bản thân lại học được chiêu hồi máu là Roost. Chiêu hồi mana này cũng cho phép nó loại bỏ đi hệ bay trong một lượt, giúp bạn hạn chế điểm yếu hệ điện trong lượt đó. Có Taunt để ngăn chặn những Pokemon hỗ trợ từ phía đối thủ. Và chiêu Body Press sẽ đánh khá đau vì dựa vào chỉ số vật lý vốn đã cao sẵn của nó mà gây sát thương. Vì vô vàng lợi ích như vậy, tôi nghĩ sẽ khá lâu nữa mới có một con chim sắt thay thế được vị trí của Covenite hiện tại. Tiếp theo chúng ta bước qua top 10. Và mở bát cho cái top 10 này sẽ là Hisuian Gudra. Á thần thời xa xưa có vẻ làm tốt hơn hậu vệ của mình khá nhiều khi nó mang theo song hệ là thép và rồng. Một trong những song hệ tốt nhất mà tôi cũng từng nói chi tiết thông qua video về song hệ, các bạn có thể xem kỹ hơn. Quay trở lại thì song hệ này cho phép Pokemon chỉ bị yếu thế trước hai hệ là giác đấu và đất, kháng sát thương được tận 8 hệ khác. Nếu nói về mạng phòng thủ thì nội song hệ này cũng đã hỗ trợ cho nó khá là nhiều. Cộng với một bộ chỉ số phòng thủ cực kỳ cứng cáp, thủ vật lý 100 và thủ đặc biệt cao ngất ngưỡng là 150. Những lợi thế này cho phép nó sống vô cùng tốt trên đấu trường. Đi kèm với đó là bộ chiêu thức tấn công phòng thủ đầy đủ các hệ khác nhau. Nếu muốn thì nó còn có thể hồi máu cho bản thân và đồng minh bằng Life Steal. Nhưng vấn đề của Gudra vùng Hisui đó chính là chỉ số tấn công của nó không quá nổi trội. Phòng thủ thì cũng có vẻ tốt, nhưng lại chỉ thủ được cho mỗi bản thân mình. Và chiêu quấy rối hay hỗ trợ hay hút chiêu tấn công về phía mình để chịu thay cho đồng đội đều không có. Việc mà Clefable trước đó làm khá tốt nên Gudra mà có hơn vị trí của Clefable là ở cái nội tại song hệ và chỉ số cao của một á thần. Còn để lựa chọn là một tấm khiên trắng cho đồng đội thì nó cũng chỉ như thực tập sinh mới vào nghề so với những thứ hạng cao ở phía trước. Và chúng ta qua hạng 9, đó chính là Porygon 2. Là dạng tiến hóa của Porygon và người chơi dường như ưu ái cấp 2 này hơn cấp cuối cùng. Cũng khá là dễ hiểu vì cấp cuối cùng của nó là Porygon Z, chỉ tốt ở mảng tấn công, còn lại phòng thủ và tốc độ khá là thọt. Nhưng ở cấp 2, người chơi lại có thể tận dụng được khả năng phòng thủ vốn đã tốt sẵn của nó. Và vì nó chưa tiến hóa nên khi cầm theo Eviolite, chỉ số phòng thủ cả hai mảng sẽ tăng lên 50%.
lúc này kỳ thủ đặc biệt và thủ vật lý của nó đều từ 135 trở lên, cùng với sinh lực 85, cao hơn Hisuian Gura 5 điểm và hai mảng phòng thủ cao hơn cả chỉ số của Clarkshire, khiến cho nó trở thành một cỗ xe tăng đúng nghĩa. Tấn công đặc biệt vẫn giữ nguyên vẹn là 105, giúp nó vẫn gây sát thương tốt, dù cho theo hướng chống chịu đi chăng nữa. Hai đặc tính đáng chú ý của nó là Trace và Download. Trace cho phép Pokemon sao chép đặc tính của đối phương nếu đang trong đấu đơn. Còn nếu ở đấu đôi thì việc sao chép sẽ diễn ra ngẫu nhiên một trong hai đặc tính của Pokemon xuất hiện trên sân và sẽ giữ đặc tính đó cho tới cuối trận đấu. Điều này sẽ tạo ra một biến số vô cùng lớn trên đấu trường khi mà hiện nay có rất nhiều đặc tính độc đáo như là Prankster, Good as Gold, Unseen Fist và vân vân. Còn đặc tính Download cho phép Porygon2 tăng một bậc công vật lý hoặc là công đặc biệt khi xuất hiện trên sân. Việc tăng mảng nào sẽ phụ thuộc vào chỉ số phòng thủ của Pokemon đối phương. Nếu Pokemon đó có thủ vật lý yếu hơn thủ đặc biệt thì Porygon2 sẽ tăng một bậc công vật lý để khắc chế nó và ngược lại. Nhìn chung thì hai đặc tính này có độ biến thiên cực kỳ cao, khá là phù hợp với tính chất kỹ thuật số của Porygon2. Nhờ đó mà Porygon2 sẽ rất khó bị bắt bại trong mọi trận đánh. Đối thủ sẽ rất khó xác nhận được đứt đi tiếp theo của nó sẽ như thế nào. Bên cạnh đó, nó có một bể chiêu thức đa dạng các chiêu hỗ trợ như là Thunder Wave, Eerie Impulse, Icy Wind, Trick Room, Electro Web. Đa phần toàn là những chiêu kiểm soát và khống chế tốc độ của đối phương. Và bản thân nó cũng có chiêu hồi máu là Recover để tiếp tục chiến đấu khi mà đối thủ đã chật vật mới rút cạn được máu của nó. Và cũng như Chansey, Porygon2 sẽ rất phải dè chừng với những đứa biết xài Knock Off. Dù cho số lượng những Pokemon xài được Knock Off hiện tại cũng không còn nhiều nữa, nhưng những đứa xài được thì toàn là quái vật, nên là Porygon2 vẫn sẽ phải dè chừng khá nhiều những Pokemon này. Và chúng ta sẽ qua hạng 8, đó chính là Screamtail. Con Pokemon Paradox này làm cho tôi khá bất ngờ khi lần đầu tiên phải đối đầu với nó, vì không hiểu vì sao nó lại khó bị hạ gục đến như vậy. Đến khi nhìn vào chỉ số của nó thì tôi mới hiểu được. Sở hữu một bộ chỉ số lạ lùng, khi mà một Pokemon có sinh lực và hai mảng chỉ số đã khá cao mà lại có thêm tốc độ thuộc hàng cạnh tranh không kém là 111, bằng với Tornadus và Thundurus, biến nó không còn là một trái banh lông di động nữa mà là trái banh sắt bả nó rồi. Song hệ tiên và tâm linh cho phép nó chỉ yếu thế trước 3 hệ và kháng được sát thương của 2 hệ, đồng thời miễn nhiễm với hệ rồng. Với bộ chỉ số sinh lực dồi dào và phòng thủ đáng mơ ước thì nó đủ sức đứng vững trước những đòn tấn công mạnh mẽ đến từ các Pokemon mảng vật lý và cả đặc biệt. Screamtail có thể tự hồi máu bằng Wish, hoặc chiêu này cũng có thể hồi máu cho đồng minh khi đang cạn kiệt sức lực. Nó cũng có thể khống chế tốc độ bằng Thunder Wave, quấy rối bằng Encore, hoặc là gây bất ngờ bằng bài ca tử thần Paris Song. Nhưng tiếc là Screamtail không có khả năng hút chiêu như là Follow Me hoặc là Rage Powder, hoặc là hạ độc đối thủ bằng Toxic để câu giờ tiễn đối thủ lên đường. Nên việc nó chống chịu tốt thì cũng có tốt, nhưng người chơi sẽ không tận dụng được nhiều thứ từ khả năng này, mà thay vào đó nó nên theo hướng hỗ trợ thì có vẻ sẽ tỏa sáng hơn với bộ chiêu thức và tốc độ đủ cao. Còn tôi cho nó vô danh sách này vì dù sao thì bộ chỉ số máu và khiên của nó khá dồi dào, nên bỏ qua nó thì thật không công bằng cho lắm. Ở hạng 7 sẽ là Umbreon. Đây có thể là dạng tiến hóa EV mà tôi thích nhất. Đầu tiên không phải là chỉ nhờ một thiết kế vô cùng sang trọng mà dạng shiny của nó cũng đẹp không kém, mà còn ở đó là khả năng quấy rối có thể nói là không ai qua nổi. Sở hữu cho mình một bộ chỉ số vô cùng cứng cáp, sinh lực cùng hai mảng phòng thủ là điểm sáng của một Pokemon chống chịu tốt. Thường thì để cân bằng thì Pokemon phải chịu đánh đổi một trong ba mảng này: sinh lực, phòng thủ vật lý hoặc là thủ đặc biệt. Một mảng mà bị thọt thì hai mảng kia sẽ được tỏa sáng, điển hình như là Toxapex hay là Chansey nói trên. Nhưng Umbreon và khá những Pokemon ở top đầu lại được ban cho một bộ chỉ số tuy không cao khủng khiếp nhưng lại ổn định và mang cảm giác cực kỳ an toàn. Chỉ cần sinh lực nằm ở mức 90 trở lên, kèm theo hai mảng phòng thủ đều trên 100 thì nó đã đủ tung tăng mà chọc tức khá đối thủ trên đấu trường rồi. Về bộ chiêu thức thì nó khá dễ dàng đầu độc đối thủ bằng Toxic, hồi máu bằng Wish, ru ngủ đối phương bằng Yawn hoặc là hỗ trợ sát thương cho đồng minh bằng Helping Hand. Hỗ trợ tốt là vậy, nhưng không có nghĩa nó đánh không đau. Chiêu Foul Play sẽ sử dụng chỉ số công vật lý của đối thủ để gây sát thương, khiến cho nó có thể tiễn bất cứ đứa nào dám sử dụng Sword Dance hay là Dragon Dance trước mặt nó. Theo trải nghiệm cá nhân của tôi thì khá là thích thú khi sử dụng Umbreon, chắc là tại nó khá hợp với phong cách chiến đấu cù nhây của tôi. Nhưng xuất hiện trong thế hệ 9, nơi mà vô số đối thủ hệ giác đấu và tiên đang rất mạnh như là Urshifu hay là Flutterman, đã khiến cho sức mạnh và hào quang của Umbreon bị giảm đi đáng kể. Nhưng không có nghĩa là nó không mạnh, và tôi xài cũng thấy nó khá là ghê gớm ấy. Ở hạng 6, đó chính là Articuno. Yeah, tôi phải nói đây là một trường hợp có 102 trong các giải đấu Pokemon, khi mà một Pokemon tỏa sáng bất ngờ nhờ vào một trận đấu mà trước đó không ai thấy được tiềm năng của nó hết. Articuno là minh chứng cho việc ngoài kia còn rất nhiều Pokemon tuyệt vời
chỉ chờ các nhà huấn luyện có thể biết sử dụng và khai thác. Điều đầu tiên khiến cho Articuno luôn bị đánh giá thấp là vì song hệ băng và bay, khiến cho nó bị gấp 4 sát thương bởi hệ đá, mà chiêu Rock Slide là chiêu vô cùng phổ biến từ đó đến giờ. Bởi chiêu thức của nó cũng không có gì đặc sắc, chỉ có những chiêu tấn công cơ bản của hệ băng và bay. Còn thời tiết mưa đá ngày xưa cũng chẳng mang lại tác dụng gì cho những Pokemon hệ băng cả. Nhưng khi Gen 9 ra mắt, thì với bộ chỉ số sinh lực vốn đã tốt sẵn, đi kèm với thủ vật lý và đặc biệt khá cao, giờ đây mà trong trời tuyết, thủ vật lý của Articuno được tăng thêm 50%, bắt buộc đồng đội đi chung với nó phải là Ninetales, có thể dựng được tường chắn Aurora Veil. Lúc này cả hai mảng phòng thủ của nó sẽ tăng thêm 50% nữa, biến nó trở thành một pháo đại băng đúng nghĩa, và có thể chịu được sát thương cực lớn từ các đối thủ như là Okapon hay là Urshifu. Cứng cáp là vậy, vai trò của Articuno lại không phải là hỗ trợ nhận sát thương, mà là nạp đạn, nã bão tuyết vào kẻ thù luôn. Trùng hợp làm sao khi mà trên đấu trường hiện giờ rất sợ những chiêu thức hệ băng, và chỉ cần có một Pokemon hệ băng đủ cứng cáp là có thể làm gỏi cả lũ. Và Articuno, nó cầm theo Choice Pack hoặc là trang bị tăng sức mạnh cho các chiêu hệ băng, khi nó ở trong bão tuyết sẽ đủ càng quét sạch sẽ từng đứa một. Với chiêu Free Dry cho phép nó khắc chế các Pokemon mang hệ nước, đồng nghĩa với việc Articuno sẽ là thiên địch đối với Okapon mặt nạ nước. Urshifu liên kích Dragonite, Rillaboom, Lanoros, Tornadus. Điều đáng sợ hơn nữa là phần lớn những Pokemon kể trên không thể hạ gục được Articuno chỉ trong một đòn, và nhờ đó mà hiện tượng Phượng Hoàng Băng này sẽ vẫn tiếp diễn. Tháng 5 này đấu trường sẽ cho phép sử dụng những huyền thoại cấp cao. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là Articuno sẽ có thể giữ vững được phong độ trong cái bảng đấu đầy tay to mặt lớn sắp tới hay không nhé. Qua tới hạng 5, thì tôi phải cho vị trí này là Regice. Khi hệ băng đang trên đà lên ngôi bá chủ thời tiết, kéo theo Articuno lên sàn, thì thật lạ lùng là người ta lại bỏ quên Regice. Dù cho theo tôi đánh giá thì khả năng chống chịu và phản đòn của Regice cũng không hề kém cạnh. Mặt khác với tốc độ chậm của mình, thì nó sẽ cực kỳ tỏa sáng trong Trick Room. Chắc là vẫn cần có một trận đánh lịch sử để người chơi có thể nhìn nhận được sức mạnh của Regice hơn, như cách mà Articuno đã tỏa sáng. Tôi thì cũng đang xây dựng một team hệ băng và có Regice thay vì Articuno trong đó. Bước đầu kiểm tra đánh thử thì khá là khả quan. Hy vọng thì sẽ lên được video team hệ băng sớm nhất cho các bạn trong thời gian tới. Quay lại thì đồng ý, về sinh lực có vẻ Regice thọt hơn Articuno khoảng 10 điểm. Nhưng mảng thủ đặc biệt của nó thì đang nằm ở top 2 trong thế giới Pokemon, chỉ đứng sau Sucko, và bỏ đi không tính Eternatus dạng Dynamax. 200 là con số cực kỳ đáng mơ ước, và vì thủ đặc biệt quá cao đến như vậy, nên người chơi hoàn toàn tự tin đầu tư cho nó ở mảng vật lý. Và ngay khi nó vừa xuất hiện cùng Ninetales, lúc này thủ vật lý của các Pokemon hệ băng được tăng thêm 50%, nhờ đó mà Regice trở thành một bức tường băng vĩnh cửu đúng nghĩa. Đặc tính Ice Body cho phép nó hồi lại 1 phần 16 sinh lực trong trời tuyết. Nếu cầm theo trang bị Leftover, đồng nghĩa khi nào có trời đổ tuyết thì lúc đó Regice vẫn còn sống rất tốt trên đấu trường. Bên cạnh đó, nó còn có khả năng khống chế tốc độ bằng Thunder Wave và khả năng gây thêm sát thương bằng Body Press. Tuy nhiên thì khá giống với Articuno ở chỗ là do quá cứng cáp và ít chịu quấy rối, vì thế Regice nên được sử dụng để chống chịu và tấn công thay vì là hỗ trợ đồng minh. Nên với tiêu chí ban đầu của tôi thì nó nên ở thứ hạng này mà thôi, nhưng chỗ cho những đứa hỗ trợ tốt hơn phía sau nữa. Ở hạng 4, chúng ta đang đến với ngôi sao sáng bừng trong thế hệ tăng cơ mới, đó chính là Garganacle. Nhìn vào bộ chỉ số của nó trước đi, ta sẽ thấy một dãy màu xanh ngắt xanh lè từ chỉ số sinh lực 100, phòng thủ vật lý 130 và thủ đặc biệt 90. Nhưng bên cạnh đó thì công vật lý của nó cũng không quá tệ là 100 điểm. Với sự phân bố này, chắc chắn sẽ khiến nó sống rất khỏe, sống đẹp trong rất nhiều trường hợp. Chưa hết là với đặc tính độc quyền Purifying Soul, dịch ra là muối tinh khiết, cho phép nó giảm 1 phần 2 sát thương của hệ ma. Kiểu này giống như muối trừ tà vậy ha. Kèm theo đó là khả năng không bị dính bất kỳ trạng thái xấu nào như là bỏng, tê liệt, trúng độc hay là buồn ngủ. Coi như là một đặc tính phòng thủ tuyệt vời mà ai cũng muốn có. Về bể chiêu thức thì Garganacle có thể học được Recover để tự động hồi máu, Body Press để đè bẹp đối phương bằng thủ vật lý 130 của mình. Và rồi quan trọng nhất của nó là chiêu độc quyền Soul Cure. Tuy có sát thương chỉ là 40, nhưng sẽ gây 1 phần 8 sát thương mỗi lượt cho Pokemon bị trúng phải, đặc biệt đối với những đứa mang hệ thép và nước. Sát thương bị bào mòn sẽ lên đến tận 1 phần 4 mỗi lượt, và Pokemon chỉ có thể rút về mới xóa bỏ được hiệu ứng này. Nên dường như hai hệ khắc tinh và cực kỳ phổ biến này của Garganacle rất e ngại mỗi khi phải đối đầu với nó. Đối với một Pokemon cứng cáp như là Garganacle mà lại không bị khống chế hay bào mòn sát thương từ các trạng thái xấu sẽ là một cục phiền phức đối với mọi người chơi. Bắt buộc ta phải dồn sức để xử lý nó càng nhanh càng tốt, nếu không nó sẽ luôn có cơ hội bào mòn đội hình và quấy rối chúng ta bằng chiêu Soul Cure trứ danh của mình. Cùng với vô số lý do trên thì tôi thấy nó xứng đáng ở thứ hạng cao như thế này. Và top 3 đã lộ diện.
Pokemon đầu tiên trong top 3 đó chính là nấm lùn Umbungus. Tôi nghĩ không cần nói quá nhiều về độ nổi tiếng của những Pokemon hệ cỏ trong thế hệ 5, nên đã sản sinh ra rất nhiều kiện tướng đấu trường dù bao nhiêu năm trôi qua. Và Umbungus nổi lên như là một tanker và hỗ trợ, mang về cho các nhà huấn luyện vô vàn chiến thắng. Tôi cũng đã từng làm kỹ hơn về Umbungus thông qua video về những Pokemon có chỉ số thấp nhưng chấp hết mấy đứa mạnh. Các bạn có thể qua đó để xem thêm chi tiết ha. Ở đây, tôi sẽ nói tóm ý thôi. Đầu tiên thì nói về chỉ số sinh lực tràn trề là 114, cùng với hai mảng phòng thủ ở mức khá là 70 và 80. Các bạn sẽ tự hỏi lý do tại sao nó nằm trong thứ hạng cao như thế này, cao hơn cả Screamtail, Umbreon hay thậm chí là Articuno và Regice. Bởi vì Umbungus có được những thứ mà những Pokemon phòng thủ tốt nhất ao ước có được. Trước hết là đặc tính Regenerator, sẽ hồi 1/3 cái máu mỗi khi Pokemon rút về bóng. Rút về càng nhiều thì đôi khi không cần mất một lượt hồi máu nào, sinh lực của nó vẫn sẽ được bơm đầy đủ. Spore là chiêu thức ru ngủ có khả năng thành công 100%, nên biết một điều ru ngủ là chiêu trạng thái cực kỳ mạnh. Khi mà Pokemon đã ngủ rồi, coi như nó sẽ vô dụng trong khoảng 2-3 lượt tiếp theo. Nên các chiêu ru ngủ thường có độ chính xác cực kỳ thấp. Nhưng Spore là chiêu ru ngủ độc quyền của các loài nấm, và chỉ duy nhất ở Umbungus là loài nấm đủ sức chống chịu với tất cả sát thương khắc nghiệt trên đấu trường, tăng tỷ lệ quấy rối và chiến thắng cho đồng đội. Ngoài ra nó còn có khả năng hút chiêu sát thương về phía mình như là Rage Powder, mở đường máu, nhận sát thương thay cho đồng minh, và chính nó cũng có khả năng hồi lại 50% máu cho bạn mình bằng Pollen Puff. Với những tinh túy, tinh hoa của một Pokemon chống chịu và hỗ trợ chuyên nghiệp dồn hết vào con nấm lùn này, thì chỉ số phòng thủ tuy ở mức khá như thế là quá công bằng. Chỉ nhiêu đó thôi mà nó đã được nhắc từ năm này qua năm khác, thì giờ chỉ số mà cao hơn nữa chắc không một ai chơi lại. Ở hạng 2, đó chính là Cresselia. Pokemon của những giấc mơ đẹp từng có một khoảng thời gian rất chật vật khi ở thế hệ có Tyranitar và chiêu nó cớp khi được tăng sức mạnh. Nhưng khi lên thế hệ 9, nó đúng nghĩa bay lên cung trăng nhờ vào vô số lợi thế. Đầu tiên là chỉ số. Không thể nào bỏ qua được một bộ chỉ số phòng thủ vô cùng kiên cố của nó, như sinh lực 120, thủ vật lý và đặc biệt lần lượt là 110 và 120 luôn. Chắc chắn nó sẽ sống rất kiên cường. Ở thời điểm hiện tại, Cresselia thường được sử dụng như Pokemon dựng được Trick Room và hỗ trợ những Pokemon trong căn phòng xảo thuật này một cách tốt nhất. Với Luna Blessing, nó có thể hồi lại 25% lượng máu cho bản thân và đồng minh, đồng thời xóa bỏ mọi loại trạng thái xấu mà cả hai đang có, đồng nghĩa với việc ru ngủ, dính độc, tê liệt đều không còn là vấn đề lớn nếu Cresselia đang ở trên sân. Ngoài ra, Ally Switch cũng sẽ là cách mà Cresselia sẽ đổi chỗ với đồng minh và nhận sát thương thay cho họ, một kiểu nhận sát thương khá giống với lại Follow Me và Rage Powder. Bên cạnh đó, nó còn có vô vàn những chiêu thức hỗ trợ khác như là Thunder Wave, Helping Hand, Reflect, Light Screen và Icy Wind, giúp cho việc xây dựng và sử dụng Cresselia trở nên đa dạng và khó đoán hơn bao giờ hết. Nhờ vào khả năng chống chịu tốt, hồi phục mọi tổn thương mượt như sân siêu, còn có thể quấy rối vô cùng khó chịu, chắc chắn người chơi sẽ rất an tâm nếu có một tanker tốt như vậy trong đội hình. Và bây giờ, tanker hạng 1 tốt nhất trong thế hệ 9 sẽ gọi tên Tinglu, một trong tứ hung của vùng Paldea. Phải nói là tứ hung vùng này mỗi đứa đều chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó. Thì xin lỗi Wujin. Tinglu được phú cho một bộ chỉ số phải nói là ao trình phòng thủ, sinh lực 155, thấy là đủ nhất cái đầu rồi, đi kèm với phòng thủ vật lý 125. Nhờ đó mà nó không sợ bất kỳ tay đấm nào. Thủ đặc biệt tuy chỉ có 80, nhưng nhờ có đặc tính Vessel of Ruin cho phép Pokemon giảm 25% công đặc biệt của tất cả các Pokemon đang trên sân đấu. Nhờ vậy mà tỷ lệ chống chịu mảng đặc biệt của Tinglu cũng không khác thủ vật lý là bao. Và mảng phòng thủ đặc biệt còn được ban cho trang bị ở Soul Vest. Trang bị này sẽ tăng 50% thủ đặc biệt của Pokemon nếu 4 chiêu nó học được đều là chiêu tấn công. Nhờ đó, nếu đạt đủ điều kiện để mang trang bị này thì sẽ rất khó để Tinglu có thể bị đánh bại trong bất kỳ trận đánh nào. Dẫn đến Tinglu sẽ là một Pokemon duy nhất ở thời điểm này sử dụng Fissure và Stomping Tantrum tốt nhất. Với Fissure là chiêu chắc chắn khiến đối thủ bất tỉnh, nhưng chỉ có 30% khả năng thành công, nên chiêu này sẽ là chiêu may rủi và được tận dụng cho những tình thế hiểm nghèo nhất. Còn Stomping Tantrum là chiêu sẽ gấp đôi sát thương lên đến 140 nếu chiêu thức trước đó của Pokemon bị thất bại. Nhờ đó, nếu chiêu Fissure bị hụt thì lượt sau chiêu Stomping Tantrum sẽ có sát thương cực kỳ lớn. Còn nếu chiêu Fissure thành công thì coi như bạn quá hời rồi. Và Tinglu sẽ là Pokemon duy nhất đủ cứng cáp để sống sót mà thực hiện combo này. Còn đưa cái này cho bất kỳ Pokemon nào trong danh sách đều sẽ khó mà tận dụng được hiệu quả. Và với những lý do trên, thật khó khi không nhắc đến Tinglu như là một tanker tốt nhất từng xuất hiện trong thế hệ này. Và tôi đã đi qua hết 15 tanker tôi cho là khỏe nhất trong thế hệ 9. Còn theo các bạn, đứa nào là Bullydon, hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.